hàng Thổ Nhĩ Kỳ, thương hiệu được yêu thích nhất trong năm 2014. Xin chào các bạn, mình là Linh Trang, chuyên viên tư vấn đến từ thương hiệu thảm trải sàn Thổ Nhĩ Kỳ. Rất vui vì được chia sẻ với các bạn về những điều liên quan đến thảm trải sàn, sản phẩm đang được yêu thích hiện nay. Bác chọn thảm trải sàn. Bạn đang muốn lắp thảm cho gia đình mình nhưng chưa biết nên chọn loại thảm nào. Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn một số lưu ý khi chọn thảm trải sàn để bạn chọn được thảm trải sàn tốt nhất. Để chọn được thảm trải sàn ưng ý và phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng, điều đầu tiên bạn nên quan tâm đến không gian sử dụng của thảm trải sàn. Bên cạnh đó, yếu tố diện tích nơi sử dụng thảm cũng là vấn đề bạn nên quan tâm tiếp theo. Ngoài ra, giá thành hay mẫu mã cũng là điều bạn cần lưu ý khi chọn mua thảm trải sàn. Lưu ý đến không gian trải thảm của bạn. Mỗi không gian sẽ phù hợp với một loại thảm riêng, do đó trước khi quyết định chọn thảm trải sàn thì bạn nên lưu ý đến không gian để bạn trải thảm. Nếu bạn trải thảm ở phòng khách thì hiện nay có hai loại thảm để bạn lựa chọn là thảm miếng và thảm liền. Thông thường thảm miếng sẽ phù hợp với không gian phòng khách nhỏ và vừa. Bạn có thể đặt miếng thảm này dưới chân bàn tiếp khách hay phần trước của chỗ ngồi tiếp khách. Thảm kiểu này sẽ giúp bạn định vị khu vực bàn tiếp khách một cách hiệu quả, đặc biệt là với những phòng khách được bạn thiết kế không với phù hợp với một loại thảm riêng. Do đó, trước khi quyết định chọn thảm trải sàn, thảm Thổ Nhĩ Kỳ được dệt bằng tay với những họa tiết hoa văn rất cầu kỳ, sản phẩm độc và lạ. Thảm nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ là một vật liệu trang trí mới, gọn, dễ lắp ráp thi công, dễ vệ sinh, chống vi khuẩn, chống cháy, chịu mài mòn, đảm bảo màu sắc lâu dài. Thì bạn nên chọn thảm trải sàn có cấu tạo dạng sợi ngắn và được làm bằng sợi hoặc len, hạn chế lông ở trong không gian nhà bạn. Kích thước và hình dáng cũng là điều mà người dùng cần quan tâm. Với phòng rộng và phòng khách, bạn có thể chọn loại thảm trải dài cả phòng, tạo sự sang trọng và ấm áp. Nhưng với phòng khách hẹp hơn một chút và có sự liên thông giữa phòng khách với bếp như ở những căn hộ chung cư, thì bạn lại nên chọn thảm phong cách hình vuông hoặc hình tròn để dưới bộ sofa nhà mình để định vị được vị trí tiếp khách, phân cách được phong cách và phòng bếp. Thêm nữa, bạn cũng nên để ý đến chất liệu của thảm trải sàn. Nếu gia đình bạn có người bị dị ứng với lông, thì bạn nên chọn thảm trải sàn có cấu tạo dạng sợi ngắn và được làm bằng sợi hoặc len, hạn chế lông ở trong không gian nhà bạn. Kích thước và hình dáng cũng là điều mà người dùng cần quan tâm. Với phòng rộng và ở phòng khách, bạn có thể chọn loại thảm trải dàn cả phòng, tạo sự sang trọng và ấm áp. Nhưng với phòng khách hẹp hơn một chút và có sự liên thông giữa phòng khách với bếp như chất liệu của thảm trải sàn. Nếu gia đình bạn có người bị dị ứng với lông, thì bạn nên chọn thảm trải sàn có cấu tạo dạng sợi ngắn và được làm bằng sợi hoặc len, hạn chế lông ở trong không gian nhà bạn. Kích thước và hình dáng cũng là điều mà người dùng cần quan tâm. Với phòng rộng và ở phòng khách, bạn có thể chọn loại thảm trải dàn cả phòng, tạo sự sang trọng và ấm áp. Nhưng với phòng khách hẹp hơn một chút và có sự liên thông giữa phòng khách với bếp như ở những căn hộ chung cư, thì bạn lại nên chọn thảm phong cách hình vuông hoặc hình tròn để dưới bộ sofa nhà mình để định vị được vị trí tiếp khách, phân cách được phòng khách và phòng bếp, tạo điểm nhấn cho phòng khách nhà mình. Mua thảm nhập khẩu ở đâu? Trên thị trường có rất nhiều địa chỉ bán thảm trải sàn nhập khẩu, nhưng mỗi địa chỉ lại có mức giá thành khá chênh lệch. Do đó, để mua được thảm trải sàn giá rẻ, bạn nên có sự tham khảo ở một số địa chỉ trước khi quyết định mua ở đâu. Trên đây là một số chia sẻ về thảm trải sàn nhập khẩu.